Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì trong sự kiện gần đây nhất của MSI diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2021 vừa rồi, thì hãng đã giới thiệu và công bố những dòng laptop mới trang bị chip Intel Series H thế hệ thứ 11 và VGA NVIDIA RTX 30 Series. Trong đó thì một cái tên hoàn toàn mới, thiết kế siêu đẹp, mức giá hợp lý đối với một mẫu laptop gaming thì chỉ hơn là 33 triệu đồng. Theo mình thấy thì với laptop gaming, nếu các bạn chọn mua laptop gaming mà hiệu năng ổn thì mức giá nên dao động khoảng trên 30 triệu đồng. Thì MSI GL66 mới nhất này chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều để khám phá. Thế nên cùng mình vào video nhé. Nhìn vào thiết kế thì GL66 được thiết kế hoàn toàn mới, khác hẳn với những mẫu MSI mà các bạn đã từng nhìn thấy trước đây. Tuy nhiên, khác gì thì khác, nét đặc trưng của MSI là logo rồng vẫn được giữ lại và đặt ở chính giữa máy. Nếu như ở những thế hệ tiền nhiệm trước đó, các bạn sẽ chỉ thấy là bề mặt trơn, tông màu chủ đạo của máy là đỏ và đen. Thì ở GL66, phần thiết kế đã được MSI nâng tầm lên với màu xám và các đường cắt cách điệu, cho thấy một sự hiện đại này là mới sản phẩm của mình hơn, để khi tiếp cận với người dùng sẽ không bị gây ra một sự nhàm chán. Một điểm đáng khen ngợi của MSI trong một loạt các mẫu thiết kế mới này. Và không chỉ là bề mặt ngoài thôi đâu, bên trong này phần mặt C của máy cũng được thay đổi thiết kế. Đường cắt ở hai bên này, phần ngăn cách của bàn phím với touchpad cũng đã được tính toán rất là kỹ càng khi thiết kế. Nói chung tổng thể máy thì cực kỳ hiện đại và đậm chất gaming. Bên dưới phần mặt D thì sẽ được bố trí những lỗ thông hơi hình lục giác xếp cạnh nhau. Điều này sẽ giúp cho chiếc laptop gaming của các bạn luôn duy trì được trạng thái mát mẻ. Và làm mát thì là một trong những điểm khá là mạnh trên laptop gaming của MSI trong những năm gần đây. Tiện thể nói luôn về hệ thống tản nhiệt thì GL66 sẽ được trang bị là Coolboost 5 với 2 quạt và 6 ống dẫn nhiệt để giải nhiệt tối đa cho cả CPU lẫn GPU. MSI thì đã đảm bảo hiệu suất tối đa khi mà các bạn chơi game trong một thời gian dài bằng cách là mở rộng đường kính bên trong của ống dẫn nhiệt và sử dụng keo tản nhiệt độc quyền của MSI. Toàn bộ máy thì sẽ được làm từ kim loại, cân nặng là 2,3 kg, độ dày là 2,7 cm, GL66 không quá là nặng. Viền màn hình của máy thì cũng được làm mỏng hơn, tăng diện tích hiển thị trên khung máy, sẽ loại bỏ cảm giác nặng nề giống như là các dòng laptop gaming trước đây. Thế nên là tính cơ động của máy khá là cao, các bạn hoàn toàn có thể nhét vào ba lô để mang theo khi di chuyển. Về cấu hình thì laptop mới mà, thế nên là cấu hình đương nhiên cũng phải mới. Đồ họa rời NVIDIA RTX 3050 Ti mới nhất thì đã có mặt trên laptop Intel Core i7-11800H, 8x16 luồng, RAM 16GB và có thể nâng cấp tối đa được lên là 64GB, 512GB SSD. Nhìn qua về thông số thì hãng cũng cho biết là hiệu năng của GL66 sẽ cao hơn 40% so với các thế hệ trước. Với RTX 3050 Ti thì sẽ cho khả năng xử lý mượt hầu hết tất cả tựa game hiện nay và với cả những tựa game có đồ họa cao. Thì với cấu hình này các bạn cũng có thể xử lý các tác vụ đồ họa, edit video trên độ phân giải 4K, render video hay là thiết kế thì GL66 cũng hoàn toàn có thể xử lý được. Và bây giờ thì cùng test qua vài tựa game để trải nghiệm hiệu năng của máy nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến phần màn hình. Thì màn hình tiêu chuẩn ở đây là màn hình 15,6 inch, vừa to vừa đủ để các bạn có thể chơi game. Độ phân giải sẽ là Full HD, tần số quét là 144Hz, giúp hình ảnh hiển thị mượt mà hơn, loại bỏ hiện tượng giật hình khi chơi những tựa game yêu cầu đồ họa cao. Tấm nền là IPS, góc nhìn rộng lên đến 178 độ cho màu sắc này, chi tiết hình ảnh đồng nhất ở nhiều góc nhìn. Thì chất lượng hình ảnh đẹp và rõ nét khi đo đạc là gần 100% sRGB, 72% NTSC, vừa đủ để cho các bạn làm các tác vụ liên quan đến đồ họa với chiếc màn hình này. Thì xuống dưới sẽ là phần bàn phím, đèn LED ẩn dưới bàn phím là dường như là một điều không thể thiếu đối với các dòng laptop của MSI. Với GL66 cũng không hề ngoại lệ, thậm chí thì sẽ được nâng cấp hiện đại hơn rất là nhiều. Các bạn có thể bật tắt theo nhu cầu sử dụng qua Mystic Light trong phần mềm là MSI Center.
Và ở GL66, MSI đã thiết kế thêm cụm phím số. Mặc dù kích thước có hơi bé một chút, thế nhưng mà khoảng cách giữa các phím vẫn là hợp lý, hành trình phím thì cực kỳ sâu. Touchpad của GL66 thì sẽ được làm lệch về phía bên trái, sẽ tạo không gian cho chiếu nghỉ tay bên phải rộng hơn. Điều này sẽ giúp hạn chế tình trạng ấn hay là đè nhầm vào phím khi mà các bạn chơi game. Phần touchpad thì cũng được thiết kế cách điệu với các đường cắt này. Nói thật thì mình cũng không biết là tác dụng của nó là gì, thế nhưng mà chắc chắn là sẽ tạo ra một điểm nhấn. Và thực ra thì laptop gaming thế nên là tần suất sử dụng chuột cũng ít. Khi mà nhìn vào thiết kế này thì mình cũng thấy là đẹp, phù hợp với tổng thể máy. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cổng nguồn 3 cổng USB Type A, một cổng USB Type C, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo. Thì tổng kết lại, đây sẽ là một chiếc laptop gaming có mức giá hợp lý, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với nhiều nhu cầu, hiệu năng tốt với đồ họa tích hợp mới nhất này, hệ thống tản nhiệt mát mẻ, quá là đủ cho mẫu laptop gaming với mức giá là hơn 33 triệu đồng. Thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho các bạn có thể ấn vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.